cả nhà nha. Tiếp tục hôm nay thì mình ghé chạy cá kiển Phượng Hoàng. Thì ông chú chạy cá ông vừa giới thiệu mình có hai bạn La Hán mới vừa về đó. Rất là đẹp nè mọi người, mà ông chú nuôi trong cái hồ đây ha. Để mình quay ngang, trước hết là mình quay ngang đi. Ở trong đây ông chú để con cá La Hán ở trong nè mọi người. Mà cái hồ nó rộng quá, khó thấy. Nên mình chắc mình bắt tay qua cho mọi người xem bạn La Hán này quá. Ở đây là có hai bạn ha. Đây, hai bạn La Hán. Ôi trời, cá đẹp quá. Khó quá. Đây, 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 đây. Khó bắt hai bạn cá La Hán này lên cho mọi người xem. Cái hồ nó nhỏ mà nó chật. Bên đây có một con này cả nha. Một con. Cá này nó nhỏ hơn cá bên đây. Đây cả nhà, mình đã vớt được các bạn cá La Hán này lên rồi nè mọi người. Để mình cho mọi người chiêm ngưỡng ha. Bạn cá La Hán xịn sò tại chạy cá kiển Phượng Hoàng ha. Thì em chú nhập về hai con, làm giống mới lại mua. Thì nó hơi nhát ha. Hơi nhát một xíu mọi người. Cá La Hán tại chạy cá kiển Phượng Hoàng. Lâu lắm rồi ông chú mới nhập lại cái dòng này, ông về ông nuôi nhân giống lại mọi người. Hồi xưa là ông bán rất là nhiều ha. Giờ là ông nghỉ ươm giống bên La Hán rồi, chuyển qua bên cá sim, cá phướng là nhiều. Và La Hán này nhìn thấy cái đầu bắt đầu lên rồi ha mọi người. Và cái màu, cái đuôi phần này màu đỏ cũng khá là đẹp ha. Mắt đen đỏ. Đó, nhìn phần đuôi rất là đẹp. Chạy cá kiển Phượng Hoàng về hai bạn La Hán khá là đẳng cấp, khá là xịn sò. Và ông chú nuôi riêng từng con chứ ông không có nuôi chung đó mọi người. Đó, cái phần đầu mình thấy bắt đầu nó lên có cái cục ru này hả mọi người đó. Hơi nhát một xíu. Ông chú cũng đang nhân giống rồi ha. Hai bạn La Hán mình thì mình chưa có biết phân biệt cá trống cá mái gì đấy ha. Đây là một bạn ha. Bên đây là mình cho mọi người xem các bạn La Hán bên đây. Tại vì hai bạn này là cái nhà chú á, thì cái hồ rất là rộng nên chú ông không có thả chung, cố tình là ông nuôi riêng vậy nè, nuôi riêng từng con một cho mọi người. Nó có không gian, nó thoải mái, nó rộng thôi. Con cá mình dễ chăm hơn rất là nhiều ha. Đây là cái bạn La Hán này, bên đây là nhỏ hơn á, hai bạn La Hán. Bạn này là nhỏ hơn nha mọi người. Bạn này nhỏ hơn cái bạn đầu tiên mình mới vừa xem ha. Đó, bạn này thì cái màu nó mới vừa lên thôi, cái đầu chưa có lên nhiều, mới lên chút xíu nhẹ ha. Cái này nó còn màu hồng nhẹ, hơi ửng hồng thôi chứ chưa có lên nhiều ha. Phần đuôi nè, quá đẹp luôn. Đây, cá La Hán chạy cá kiển Phượng Hoàng ở Hòa Khánh, cái bè Tiền Giang ha mọi người. Thì mình đổ vô, mình đổ cho ông chú. Mọi người có dịp đến ha, thì cá kiển Phượng Hoàng nhớ ghé mua ủng hộ ông chú ha. Đây là nguyên những cái đàn cá, rất là nhiều cá mới nữa là mọi người. Là nguyên cái dạng này là dạng bình tích đó, nguyên một cái đàn cá ha. Ôi, nguyên một đàn cá. Ở đây cá bình tích, chân trâu, hạt lụi thì ông chú cũng có bán đầy đủ hết cả nhà ơi. Giá mà rất là rẻ, mà ở đây là ông chú chuyên bán sỉ và lẻ cho những người mà đến ta mua về ta đi sang đi bán lại á mọi người đó. Cá ở đây rất là đa dạng và giá cũng rất là mềm ha. Cái hồi nãy mình giới thiệu cho mọi người. Còn đây là có cá bảy màu nè mọi người. Đó, muốn mua cái nào cũng có cái cá đó hết trơn ha. Chú chiên bỏ sỉ và lẻ là ở Hòa Khánh, cái bè Tiền Giang, chỗ đối diện mà đường quẹo qua đầu lộ cái thiên mà đường vô Bao Xoài. Mọi người quẹo vô thấy là mình hỏi chạy cá kiển Phượng Hoàng thì ai cũng biết hết trơn ha. Đó, giá vừa mềm vừa rẻ mà vừa rất là đa dạng luôn. Đó, mình thấy cá mình thấy mình ghiền không đó. Rất là tuyệt, rất là đẹp. Bình tích, chân châu, Phượng Hoàng gì cũng đó, có sọt đó, thế nào cũng có hết ha. Là cá hạt lụ á mọi người. Hạt lụ. Đây, tiếp tục mình sẽ cho mọi người xem thêm về những cái bạn cá ly thiên mái mà ông chú ông nuôi riêng nè mọi người. Chạy cá kiển Phượng Hoàng. Cá mái thì ông chú mấy con cá mái bố mẹ thì ông chú ương giống riêng vậy nè. Khi nào mà có khách đến thì chỉ cần là vô là chọn lựa, thích con nào, thích màu nào, thích tiền như thế nào, ok là mua. Đó, rất là thoải mái cho việc lựa chọn. Số lượng thì cũng đa dạng rất là nhiều ha. Những cái đàn cá ly thiên mái tuyệt đẹp, tuyệt hảo.
Còn cá li thia thì ở đây mình thấy nó cũng rất là đa dạng đó. Đây là những bài bạn phướng, phướng đỏ nè mọi người, đây là phướng xanh ha. Đó, đa phần ở đây là cá phướng, cá sim là nhiều á, phướng sim bổn, cá sim. Đó. Còn những cái bạn cá giống mà cá gọi là dòng đẳng cấp thì ông chú cũng để trong nhà bí mật riêng ha. Khi mà có khách đến đó thì ông chú mới chào ra, ví dụ như ai mà thích dòng cá mắc tiền đẳng cấp á, còn cái này là dòng cá bình dân rẻ tiền. Đó thì để mấy cái bạn cá sim này là những cái bạn cá rẻ tiền thì ông chú cũng để bên ngoài. Cá này là thuộc dạng cá rẻ tiền đó cả nhà. Rẻ tiền thôi nha, chứ không có mất tiền đâu nha cả nhà. Cái nhà yên tâm mình lựa chọn ha. Thì chị ca kiện Thái Hoàng thì chỉ lần làm những mấy cái này là còn mấy cái hồ nhỏ nhỏ để nuôi mấy cái đàn cá đơn giản thôi ha. Đây là có một cái hồ mà cái hồ này nó bị đóng rong nhiều quá nên mình không có thấy. Bắt gần cho nó luôn hả? Ủa mấy con cá la hán đó là xưa là bán có giá lắm hả? Trời ơi, mà 3 tháng mà rồi xuất một chỉ vàng nữa. 3 tháng mà xuất một chỉ vàng á, hồi xưa là dễ vàng giá không trời. Hồi xưa là chứ chắc rẻ chứ giờ 7 triệu. Rẻ mà nó có giá trị nó cao không? À. Hồi xưa là ở đây là ông chuyên nuôi cá la hán nhiều không? Trời ơi, tao ở đây vua la hán. Vua la hán hả? Ừ, bởi cái bản của tao nói là la hán phượng hoàng đó. La hán phượng hoàng. Đó cũng được la hán, đó trời ơi làm đó. Bây giờ ta không muốn làm nhiều vậy. Dạ. Hồi xưa là la hán nha. Đó một con cá ta nuôi la hán 8 tháng là một cây vàng đó. 8 tháng là một cây vàng. Ừ. Ghê vậy. Cây vàng xưa là mấy chục triệu. 20-30 vô. Ủa? Hai bạn cá la hán này là cá giống luôn hả? Hai bạn cá la hán nãy ông mới nhập về á. Là ông nuôi ông mương giống là hai con trống không hay sao? Mái. Mái thì để làm trống ha. Ôi làm giống còn cá mái thì bắt. À. Ủa hồi xưa là cá kiển ngon ăn lắm hả? Giờ là suy thoái hay sao? Có nghĩa là người ta ít chơi hơn hay sao? Giá cả nó xuống thấp. À nhiều người bán quá. Kiểu là cạnh tranh nhiều ha. Mà biết hồi đó nguyên vùng miền Tây nè thì chỉ có Mỹ Tho là trung tâm thôi. À. Tất cả các tỉnh thì phải về đó lấy. Còn dạ. Bây giờ chỗ nào nó cũng làm hết trơn. À. Chợ giống thì chợ giống thì nhiều ha. Ờ, chợ giống nhiều. Hồi xưa giờ số lượng ra thị trường nhiều quá thì giá cả nó hơi rớt xuống. Hồi xưa ông làm chợ cá giống là làm Mỹ Tho. Mỹ Tho hả? Ừ. Làm trước. Về đây là năm 2005. 2005 giờ 2020. Làm cá kiển ở đây nè. 2024 rồi hả? Là tới 19 năm hả? Hồi xưa giờ ông nuôi cá là bao nhiêu năm vậy? Trong nghề 20 năm hả? Đấy, sợ là năm 2004. Ờ. Làm 1-2 năm về đây. À. Tại vì miếng đất không có. À. Về đây mở rộng làm 2 công trong vườn luôn. Mà về đây mở rộng giờ làm lại con nhiêu đây? Đạo tính Phật thành lập làng cá kiển mà ở xung quanh đây không ai chịu làm. Dạ. Chê nghề cá kiển. À. Nhiều mấy ông anh ta nói làm con á. À. À, cá kiển mà làm gì tao nói xin lỗi mấy ông nha, mấy ông làm 10 công ruộng bằng tôi làm không cá kiển gì hả? Hồi xưa là nó quẩn nó. Trời ơi đó làm ngon lắm mà làm một bầy la hán mà có thể kiếm vài trăm triệu đi chơi ghê vậy. Ừ. Hồi xưa á ha. Ừ. Giờ chứ không có đâu. Giờ trăm triệu là ít á, thằng cháu tao Mỹ Tho á nó mua một hai cặp la hán ở thành phố về á mà đẻ được không cặp. Dạ. Mà ra 2600 con. Dạ. Mà mày biết lúc đó là cái con bằng lá me thôi. À. Là bán 30.000 con thì mày nhân lên đi. Trời ơi ghê vậy. 2600 con mà nhân lên đi. Quá trời hả? Trời ơi nó trúng đỉnh đó nó giàu luôn mày biết. Hồi xưa đó hả? Ừ. 2600 con nhưng mà bao nhiêu con? 30.000 một con. 30.000 một. 2600. Lá me thôi. À.